dõi kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Quý cô chú anh chị mình có theo dõi kênh em á, thì quý cô chú anh chị mình cũng biết kênh em là chuyên cung cấp cho quý cô chú anh chị mình những căn nhà thuộc địa phận Long An, Bình Chánh và Bình Tân, và những phân khúc giá tiền là 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ. Và hôm nay sẽ là một căn nhà vị trí rất đặc biệt luôn, nằm trong một khu dân cư rất là hiện hữu và đông đúc. Căn nhà này vị trí nằm tại trục đường là 85B. Đây sẽ là tổng quan toàn diện căn nhà em giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình. Và kênh em sẽ nhận ký gửi những căn nhà thuộc địa phận Long An, Bình Chánh và Bình Tân. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu cần ký gửi nhà hoặc ra nhà nhanh thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em. Và hôm nay sẽ là một căn nhà rẻ nhất trong phân khúc thị trường và sẽ không có căn thứ hai. Giá của căn nhà này em sẽ báo ở cuối video. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình vô đến bên trong của căn nhà này. Trước khi mình vô nhà mình sẽ đi qua đến hai lớp cửa của căn nhà này, sẽ là lớp cửa sắt. Ở trong vẫn là lớp cửa sắt mà lắp thêm cho mình là kính cường lực luôn. Nhìn căn nhà của mình cực kỳ đẹp. Khoảng sân này đặc biệt của căn nhà mình sẽ có cho mình là sân trước và sân sau luôn. Mình có thể đậu được 2 đến 3 chiếc xe máy ở đây, cũng rất là rộng luôn cho mình. Bây giờ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình vô tới bên trong căn phòng khách của gia đình của mình. Và khổ không gian phòng khách này cũng rất là rộng rãi luôn cho mình. Đi cho mình một cái tông màu trắng mình. Vô cho mình những hệ thống nội thất cơ bản gồm tranh. Ở đây là một bức tranh rất là đẹp luôn. Tròn là tròn thạch cao dược hợp. Đi cho mình những hệ thống đèn lon, đèn led chiếu sáng hết căn nhà của mình. Ở đây thì bên em thiết kế hết cho mình là ổ cắm điện âm tường. Mình về đây mình có thể đặt những kệ để tivi. Và đây mình đặt những bộ ghế sofa, mình về đây mình tiếp khách cũng rất là được luôn. Ở đây là lắp cho mình một hệ thống là một cái kệ tủ này. Mình về mình có đồ vật không sử dụng bỏ trong cái tủ này cũng rất là tuyệt vời. Cầu thang của căn nhà này thì bên em đặt ở giữa nhà cho mình, gồm là tay vịn từ dưới lên trên và lắp thêm cho mình lớp kính cường lực, nhìn rất là an toàn luôn. Bây giờ em sẽ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em, mình sẽ di chuyển tới căn phòng bếp của gia đình của mình. Bếp này thì bên em thiết kế cho mình là cửa tủ bếp trên, cửa tủ bếp dưới, lắp cho mình lớp đá hoa cương ở đây. Và ở đây thì bên em cũng thiết kế cho mình là một cái tủ này nè, mình làm nhà kho, mình có đồ vật không sử dụng mình sống ở trong căn phòng mình rất là tuyệt vời luôn. Và căn nhà của mình đặc biệt sẽ có sân sau luôn cho mình. Đây sẽ là một khoảng sân sau dành cho gia đình của mình. Mình về đây mình sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Mình về mình có thể sử dụng làm nơi phơi đồ, rất là rộng rãi luôn cho gia đình của mình. Bây giờ em sẽ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em, mình sẽ lên trên tầng 1 của căn nhà này. Và căn nhà này đặc biệt mức giá chỉ có 1 tỷ 450 triệu thôi. Giá là rẻ nhưng trong phân khúc thị trường luôn. Bây giờ em sẽ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em, mình lên trên tầng 1 của căn nhà này. Và trên tầng 1 này sẽ kế cho mình là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Ở đây sẽ là một khoảng không gian là nhà vệ sinh sử dụng chung. Quý cô chú anh chị mình sẽ thấy ướp gạch từ dưới nó hết lên trên luôn cho mình. Và ở đây sẽ là căn phòng ngủ đầu tiên trong gia đình của mình, quá là rộng luôn. Ở đây mình sử dụng mình làm cho con em mình sống một mình, sống trong căn phòng cực kỳ rộng rãi. Trần là trần thạch cao và có một cái đèn chùm chiếu sáng ở căn phòng của mình. Ở đây có cho mình hệ thống cửa sổ mở, mình lấy gió chiều rất là mát mẻ luôn. Bây giờ em sẽ tiến ra căn phòng thứ hai để giới thiệu. Căn phòng thứ hai này sẽ rất là đặc biệt luôn cho gia đình của mình. Có cho mình là một hệ thống ban công, mình về đây mình làm nơi phơi đồ luôn cũng được, rất là rộng luôn. Đây sẽ là khoảng không gian phòng ngủ thứ hai của gia đình của mình. Có cho mình là một hệ thống ban công ở đây. Ở trên đây cũng sẽ là trần thạch cao dược hợp, có một cái đèn chùm chiếu sáng hết căn phòng của mình. Căn nhà của mình một cái diện tích rất là lớn, 3m rưỡi x 115, nên cực kỳ là rộng rãi. Đây sẽ là khoảng không gian là ban công của gia đình của mình. Quý cô chú anh chị mình sẽ thấy ở đây quá là rộng luôn. Ở đây thì mình có thể sử dụng mình làm nơi phơi đồ. Sẽ báo lên mức giá của căn nhà này và vị trí. Vị trí nằm tại là trục đường 85B. Từ căn nhà này mình muốn di chuyển đến những nơi tiện ích như là chợ Bình Chánh nè, nhà thờ Bình Chánh, quốc lộ 1A. Mình di chuyển đến quốc lộ 1A thì tầm là gần 1 km thôi. Mình đi chợ là chợ Bình Chánh nè, cũng rất là gần, tầm 2 cây tới 2 cây rưỡi. Giá chính xác của căn nhà này là 1 tỷ 450 triệu. Và căn nhà này rẻ nhất phân khúc thị trường, sẽ không có căn nhà thứ hai. Kênh của em sẽ chuyên cung cấp cho quý cô chú anh chị mình những căn nhà thuộc địa phận Long An, Bình Chánh và Bình Tân. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu ra nhà nhanh thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em. Video của em tới đây cũng dài rồi. Nếu quý cô chú anh chị mình thấy video này hay, cho em xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh để em có nhiều động lực em làm ra những video mới hơn, sáng tạo hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình.